Anh Nhàn. Trời ơi, lâu quá mới gặp ông anh một tuổi. Trời, gặp anh em mừng quá. À, anh ơi, hiện tại thì anh ở căn nhà này là anh ở với ai? Thật ra thì anh ở một mình. Trời ơi. Trước đây á, thì trước dịch á, thì có nhân viên, nhưng mà sau này thì do cái tình hình nó xuống á, nên là nhân viên chỉ làm theo bán thời gian thôi, khi nào có show thì chạy tới. Nói chung là ở một mình, nhưng mà thật sự thì anh thấy có bạn diễn viên hoặc ca sĩ nào mà hơi khó khăn thì anh kêu về ở. Hay quá. Em cũng biết là anh Nhàn cũng là một người anh, phải dùng cái từ gọi là cưu mang á, cưu mang một nhóm đàn em. Dùng một nhóm là quý vị đã biết rồi đó, là rất là nhiều người. À, trong đó có những diễn viên, có những ngôi sao mà hiện nay rất là thành công. À, và bây giờ thì anh Nhàn vừa chia sẻ là anh vẫn tiếp tục với cái sự sẻ chia, cái tình cảm của mình với những anh em nghệ sĩ mà chưa có cơ hội, không có điều kiện để mà về đây anh Nhàn nuôi. Nhưng mà Thái Sang có phải là em ruột anh không, hay là em bà con họ sao? Ủa, tại sao lại có một cái chữ Thái nó giống nhau? Tại anh em quý nhau. À, giống nhau. Nhưng mà anh Sang có phải tên thật là Thái Sang không? Anh Sang tên thật là Thái Sang. Anh là tên Nhàn thì đúng. Tên Nhàn, nhưng mà thí dụ là Văn Nhàn hay là Nguyễn Nhàn thôi. Cái đêm mà Sang bị coi như là thập tử nhất sinh đó. Lúc đó là Sang là một ngôi sao, mà tại sao Sang không gọi điện thoại cho tất cả mọi người mà chỉ gọi cho mình anh? Lúc trong toàn bộ cái điện số điện thoại của Sang thì Sang chỉ nghe cái tên của anh là gọi cho người này đi. Là không có ai hết. Em có biết là ruột thừa nó bị vỡ. Trời ơi. Là lăn từ ở lầu 3 xuống lầu 2. Thì ông chủ nhà ông mới gọi. Lúc đó anh với Sang chỉ là một cái mối quan hệ là đồng nghiệp, biết nhau thôi. Thế là anh mới đưa Sang đi bệnh viện. Bác sĩ nói là còn một tiếng nữa là cậu này không còn. Trời ơi. Nó vỡ nát rồi, cái nước đen ở trong ruột đen thui rồi. Thế là anh năn nỉ bác sĩ đẩy vô mổ vậy. Đương nhiên anh không biết cái duyên nào nữa mà suốt đêm anh ngồi cầu nguyện cho Sang luôn. Thật sự nói mà anh đang muốn khóc luôn. Tại vì anh với Sang không hề là gì hết. Nhưng mà đêm hôm đó anh nói một cái diễn viên trẻ tuổi đẹp như vậy, đang nổi tiếng như vậy mà không có một người thân nào bên người. Anh chỉ ngồi anh cầu nguyện suốt đêm. Suốt đêm và anh có nói nếu... Vì lúc đó anh làm nhiếp ảnh rồi, nhưng mà anh chưa có tên tuổi lắm. Nếu Sang vượt qua, tôi sẽ lấy chữ Thái. Trời ơi. Anh kể mà em muốn khóc luôn à. Thì em hiểu được cái tâm trạng của anh lúc này. Đó, rồi từ đó là hai anh em gắn kết nha. Nhân tiện này em cũng nói luôn, giống như em nè. Em đâu phải tên Quốc Thuận đâu. Nhưng mà bởi vì em nhớ cái người cưu mang em, mà cái người mà giúp đỡ em trong cái giai đoạn mà em đang đi tìm cơ hội, thì đó là anh Quốc Thảo. Chính vì thế em lấy cái chữ lót là chữ Quốc đặt cho em, để em nhớ mãi cái người, không có người này là không có em ngày hôm nay, là anh Quốc Thảo. Em với anh khác nhau, anh thì cầu nguyện cho một người em, coi như là một người em mà biết nhau thôi. Và qua câu chuyện này thì chúng ta cũng biết được cái giai đoạn mà cái thời của anh Sang. Chúng ta nhìn thấy Thái Sang lúc nào cũng lịch lãm trong những bộ veston, những bộ cơm lê, không chải chuốt, nó bóng mượt. Nhưng mà đâu ai biết được là một minh tinh, một ngôi sao điện ảnh như thế là ở nhà thuê, lại không có ai bên cạnh. Nuôi cả bốn anh chị em rất là cực khổ. Mà bản thân em lại là một đứa rất là mê game, ba mẹ rất buồn. Nhưng mà có lẽ là bận bịu quá cũng đúng rồi, cũng không muốn nói nữa. Nó là đến khi nói mà em không thể nghe được nữa thì ba mẹ cũng chẳng muốn nói nữa. Chị không biết là khi mà em nhìn ra được những cái điều sai của em, đến thời điểm này có bao giờ em nói được cái lời xin lỗi với ba mẹ chưa? Hình như là chưa luôn. Chưa bao giờ nói xin lỗi hay là cảm ơn nghiêm túc ba mẹ lần nào hết trơn. Mặc dù rất muốn, đúng không? Em có muốn làm điều đó? Dạ có. Em rất muốn làm. Và hồi nãy em đã được anh Tiên dẫn lối trước. Và con có cái này con muốn gửi cho mẹ. Mà nãy ăn cơm cái con quên luôn rồi. Ai đang gửi? Thiếu đang gửi cái gì? Quà cho mẹ. Chuẩn bị. Chắc lên đèn đi. Lên đèn đi. Nhanh.
Rồi chúng ta mời Hiếu nè. Không, mấy chị hỏi vô một câu này. Sao không để Hiếu ra cho xong, xong Hiếu, xong phần Hiếu đi. Rồi, ok. Rồi Hiếu ơi. Mấy chị. Ồ. Lúc mà ba với mẹ dọn nhà là con tranh thủ. Con tính tặng. Cái này con dành tặng cho mẹ. Dành cho mẹ thì con không có lời nào để nói hết, tại vì mẹ rất là xứng đáng để nhận được nó. Nhưng mà dành cho ba thì cái này con xin chia sẻ đôi điều là lúc mà mua hoa là em có đọc một cái câu hay lắm, người ta nói là người đàn ông á thì họ sẽ rất khó để nhận được một bông hoa trừ khi họ nằm xuống, và với cương vị là con cái thì con muốn phản bác lại câu nói đó, cho dù là ba hay mẹ thì họ đều xứng đáng nhận được bông hoa từ con của mình. Hay quá.